hãy nói lời chào với chiếc tàu vũ trụ có thể tái sử dụng đầu tiên trên thế giới đi nào. Đây là tàu con thoi vũ trụ. Xin chào nha. Vâng, chúng ta chuẩn bị quan sát loại phương tiện trông giống như một cái máy bay đã từng chở các phi hành gia, thiết bị của họ và những thứ mà người ta vận chuyển lên không gian nha. Tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là cỗ máy phức tạp nhất từng được con người chế tạo. Hãy quay ngược thời gian và đến với Cape Canaveral, Florida nào. Đó là ngày 8 tháng 6 năm 2007, tại trung tâm vũ trụ John F. Kennedy. Chúng ta sẽ theo dõi một trong những tàu con thoi đang thực hiện sứ mệnh nhằm hiểu được cách hoạt động của nó. Đây là Atlantis. Chiếc tàu con thoi này trông như một cái máy bay đính kèm một khối kiến trúc khá kỳ lạ, bao gồm một thùng chứa khổng lồ và hai quả tên lửa. Thắt chặt dây an toàn nào mọi người. 3, 2, 1, phát nổ. 5 động cơ khởi động và chúng ta đã cất cánh. Tên lửa hai bên là loại tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, chịu trách nhiệm chính cho việc nâng trọng lượng cực lớn của tàu trong quá trình phóng. Vào 2 phút đầu tiên, chúng nâng hết cả cụm, bao gồm phần trông như máy bay, được gọi là orbiter, khỏi bệ phóng. Lên thẳng, toàn bộ hệ thống tàu vũ trụ này phải đạt được độ cao đầu tiên là 45 km. Khoảng cách đó bằng với 112 lần chạy quanh vòng đua của trường bạn vậy. Khi đến được cao độ này và nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành, tên lửa đẩy tách ra và phóng dù trở lại mặt đất. Sau đó, chúng sẽ được sửa sang và tân trang để sử dụng cho các nhiệm vụ khác. Và đây là giai đoạn căng thẳng nhất của chuyến bay. Các phi hành gia bị ép sát vào ghế ngồi của họ và nhìn những đám mây lao qua trước mặt. Vào thời điểm này, các phi hành gia phải trải qua một lực G ở mức 3. Nghe có vẻ căng thẳng thật đấy, nhưng trên thực tế, như vậy vẫn là thấp hơn những gì các phi công thường trải qua khi bay vòng giữa không trung. Đây không phải là một vấn đề quá lớn đối với các phi hành gia được đào tạo bài bản. Hiện tại, ba động cơ chính của orbiter sẽ đảm nhận những công việc còn lại. Chúng phải đẩy nó sâu vào không gian hơn nữa. Cú đẩy cuối này chỉ kéo dài khoảng 6 phút. Những động cơ này đang đốt cháy nhiên liệu từ thùng chứa khổng lồ màu cam kia đấy. Chúng giúp orbiter đạt tốc độ 7,8 km mỗi giây, nghĩa là bạn sẽ lướt qua 70 cái sân bóng đá trong nháy mắt. Vậy là đã khoảng 8,5 phút trôi qua kể từ khi bắt đầu phóng và tàu con thoi đã lên được 113 km. Cái thùng chứa màu cam đã cạn nhiên liệu và tách ra. Nó rơi trở lại trái đất, bốc cháy trong khí quyển. Tạm biệt nhé, anh bạn. Nhưng tiện thì các lần tách rời đó đã được thực hiện với sự trợ giúp của bu lông nổ. Vấn đề này liên quan rất nhiều đến kỹ thuật, nhưng về cơ bản, khi có cái gì đó tách ra khỏi tàu con thoi, thì những vụ nổ không gian tuyệt vời sẽ xảy ra, nhưng chúng đều được kiểm soát chặt chẽ. Được rồi, mục tiêu của Atlantis là quỹ đạo, nhưng chúng ta vẫn còn hơi thấp quá. Đến giai đoạn cuối của động cơ rồi, hệ thống điều khiển quỹ đạo, hai động cơ nhỏ hơn bên cạnh động cơ chính thực hiện cú đẩy cuối cùng. Và chúng ta đã đến nơi. Tàu con thoi cuối cùng cũng quay quanh trái đất. Nó di chuyển với tốc độ khoảng 28.000 km/h và đánh được một vòng tròn quanh hành tinh của chúng ta mỗi 90 phút. Giờ đây, Atlantis bắt đầu mở vỏ như một con hầu để nhả viên ngọc trai của nó ra. Hay nói cách khác, chính là kiện hàng. Thế kiện hàng ấy nặng bao nhiêu nhỉ? Xấp xỉ trọng lượng của hai xe đưa đón học sinh đấy. Kiện hàng ấy bao gồm rất nhiều thiết bị nghiên cứu, vệ tinh, bất cứ thứ gì quan trọng mà họ cần. Có một điều thú vị, đó là tàu con thoi nằm lộn ngược và di chuyển lùi. Tại sao nhỉ? Chà, bay lùi giúp các phi hành gia an toàn hơn nếu có rác không gian trên đường bay của nó. Còn xoay ngược là để tấm nhiệt có thể bảo vệ tàu con thoi khỏi sức nóng của mặt trời. Và điều này giúp bảo vệ hàng hóa mà tàu con thoi đang vận chuyển. Được rồi, giờ kiện hàng kia đã được giao và đã đến lúc quay lại trái đất. Hệ thống điều khiển quỹ đạo lại bắt đầu hoạt động. Khi tàu con thoi tiếp tục di chuyển lùi, các động cơ sẽ làm chậm orbiter xuống tốc độ phù hợp để rời quỹ đạo và quay trở lại trái đất. Bây giờ, các phi hành gia của chúng ta có một chuyến đi hơi gập ghềnh. Giai đoạn này được gọi là sự hồi quyển. Tàu con thoi quay ngược lại và bắt đầu đi vào bầu khí quyển của trái đất. Ma sát không khí làm nóng đáy của tàu con thoi tới 1650 độ C, nóng hơn dung nham gần gấp đôi. Vì vậy, đừng chạm vào nhé. Tại thời điểm này, các phi hành gia phải chịu một lực G khoảng 1,5. Đó là cảm giác tại phần bụng lúc bạn vừa cất cánh trên một chiếc máy bay bình thường. Sau khi đi vào bầu khí quyển, tàu con thoi giảm tốc độ và chuẩn bị hạ cánh. Quá trình hạ cánh này cũng tương tự như hạ cánh một máy bay thông thường. Các phi hành gia đã gọi orbiter là viên gạch bay. Điều đó có nghĩa là năng lượng của động cơ sẽ không được kích hoạt
và tàu con thoi phải lướt trở lại căn cứ để hạ cánh an toàn chỉ một lần duy nhất. Khi đạt đến độ cao 500m, tàu sẽ nhả bộ phận hạ cánh ra. Thành công rồi, tàu con thoi đã chạm đường băng khi đang di chuyển với tốc độ khoảng 350 km/h. Máy bay thông thường hạ cánh với vận tốc 250 km/h. Vì di chuyển quá nhanh nên thắng không thôi là chưa đủ. Do đó, để giảm tốc độ, tàu con thoi phải phóng một chiếc dù lớn liên tục xoay vòng cho đến điểm dừng. Tàu con thoi đã trở lại trái đất và nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đã từng thấy những bức ảnh chụp lại cảnh orbiter được gắn vào một chiếc Boeing 747 chưa? Đó là cách người ta vận chuyển orbiter từ bãi hạ cánh đến bệ phóng hoặc những nơi khác nếu cần đấy. Tính đến nay, tổng cộng có 6 tàu con thoi đã được chế tạo. Con tàu đầu tiên được gọi là Enterprise để chiêu đãi những người hâm mộ loạt phim Star Trek. Nó chưa bao giờ bay vào vũ trụ mà được dùng để thử nghiệm ngay trên trái đất. Tàu con thoi đã thực hiện nhiều sứ mệnh nhất, được đặt tên là Discovery. Nó lên vũ trụ 39 lần. Chính Discovery đã đưa kính viễn vọng Hubble vào quỹ đạo. Đây là chiếc kính viễn vọng đã xác nhận sự tồn tại của lỗ đen ở trung tâm của một số thiên hà. Nhiệm vụ tàu con thoi cuối cùng cũng được thực hiện bởi Atlantis. Chuyến bay đầu tiên của nó được thực hiện vào năm 1985 và chuyến cuối cùng là vào năm 2011. Nếu muốn xem cận cảnh thì bạn có thể đấy. Hãy đến một số bảo tàng trên nước Mỹ nào, cùng tôi tham gia một chuyến tham quan ảo cực nhanh nhé. Các tàu con thoi dài bằng 2 toa tàu điện ngầm và sải cánh của chúng chỉ ngắn hơn máy bay thương mại một chút mà thôi. Bây giờ hãy nhìn cái mũi của tàu con thoi nào. Bạn thấy cái lỗ đó không? Chúng là các động cơ đẩy. Khi các phi hành gia muốn di chuyển trong không gian thì họ sẽ sử dụng những anh chàng này. Các bạn sẽ tìm thấy nhiều động cơ đẩy như vậy hơn ở đuôi tàu. Ngay sau mũi là khoang chứa phi hành đoàn. Các phi hành gia dành phần lớn thời gian của họ ở đây. Một tàu nhiệm vụ thường sẽ bao gồm 7 phi hành gia. Không biết họ sẽ làm gì khi rảnh rỗi nhỉ? Khoang chính gồm 3 tầng. Tầng bay là nơi các chỉ huy và phi công ngồi. Đối diện họ là toàn bộ bảng điều khiển và các loại công tắc cũng giống như trên máy bay. Tiếp đến là tầng giữa, đây là nơi ăn, ngủ và làm việc của cả đoàn. Có nhà bếp và nhà vệ sinh. Hãy xem thử sự sắp xếp của chỗ ngủ nha. 3 hốc ngang và 2 hốc dọc. Không có trọng lực trong không gian, vì vậy ngủ nghiêng, thẳng đứng hay chéo thì cũng chẳng thành vấn đề. Bạn sẽ thấy như nhau thôi. Nhà vệ sinh không trọng lực nữa, chắc chỗ đó thú vị lắm đây. Buồng dưới là tầng dành cho thiết bị. Có không gian lưu trữ nước, chất thải và nhiều thiết bị khác cho bạn biết đấy. Các thiết bị không gian ấy mà. Khoang 3 tầng này là khu vực kín khí duy nhất của tàu con thoi. Nếu muốn đi nơi khác, bạn cần có đồ bảo hộ vũ trụ. Đáy đen của tàu con thoi là lớp bảo vệ chống nhiệt. Nó được làm từ 27.000 viên gạch. Các viên gạch được ốp bằng tay để bảo vệ tàu con thoi khỏi nhiệt độ cao trong quá trình hồi quyển. Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra khoang chứa hàng hóa nha. Khu vực này chỉ mở khi tàu con thoi đã đi vào quỹ đạo. Các cửa sập của nó đóng vai trò như bộ tản nhiệt giúp giải phóng mức nhiệt quá cao. Các tàu con thoi thường chở vệ tinh, module hoặc thiết bị và vật tư cho trạm vũ trụ quốc tế ISS. Một số tàu con thoi như Atlantis có các module dành cho việc nghiên cứu được gắn liền với chúng. Nó được kết nối với bộ khóa không khí tới tầng giữa của khoang chính. Cứ tưởng tượng đến cảnh bạn trôi qua một đường ống đến khoang phụ này đi nào. Tất cả đều vì khoa học hết đây. Một trong những phần thú vị nhất của tàu con thoi à? Có lẽ là cánh tay Canada rồi. Tại sao ư? Vì đó là một cánh tay robot khổng lồ nằm ngoài không gian và đương nhiên là nó được chế tạo ở Canada rồi. Cánh tay này được vận hành từ buồng điều khiển và được dùng để bốc dỡ hàng hóa và thậm chí là di chuyển các phi hành gia trong không gian ngoài vũ trụ. Chương trình tàu con thoi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ quốc tế. Nó đã giúp vận chuyển một số mô đun vào không gian và còn đưa chúng lên trạm vũ trụ nữa. Các tàu con thoi sau này sở hữu loại khóa không khí đã được nâng cấp để tàu có thể đáp lên trạm vũ trụ. Nhờ đó, các phi hành gia có thể trôi bồng bềnh từ tàu của họ lên ISS. Toàn bộ chương trình tàu con thoi tiêu tốn khoảng 200 tỷ đô. Điều này giống như mua viên kim cương lớn nhất thế giới 100 lần vậy. Cùng so sánh nhé, vật thể do con người tạo ra đắt nhất trên thế giới là trạm vũ trụ quốc tế và nó có giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đô. Bạn muốn quá giang lên vũ trụ không? Chà, sớm thôi, bạn sẽ không phải trải qua bất kỳ khóa đào tạo phi hành gia nào mà vẫn có thể đặt một chuyến bay lên tàu vũ trụ tư nhân đấy. Đi vào quỹ đạo, rồi lên mặt trăng và tới sao hỏa ư. Chẳng ai biết được điểm dừng của con người là ở nơi nào đâu.